Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến lớp học hôm nay cùng với cả chị Hoa nha. Chúng mình sẽ dành ra một ít phút đầu giờ để điểm danh các bạn nhé. Và hình thức điểm danh của mình đó là các bạn sẽ bình luận giúp chị mã số có phải ho và tên này. Sau khi mà các bạn đã điểm danh xong thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn vào nội dung của buổi học này các bạn nhé. Như ở trên màn hình các bạn đang nhìn thấy thì hôm nay chúng ta sẽ thực hành một tiết viết. Và nội dung cụ thể của tiết viết này đó là viết bài văn nghị luận, phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học. Cụ thể hơn nữa là tác phẩm truyện, và còn nhỏ hơn nữa thì khi mà chúng ta viết cái bài văn này thì chúng ta cần tập trung vào hai cái yếu tố, hai cái phương diện, đó chính là chủ đề và nhân vật ở trong tác phẩm. Đây sẽ là một dạng văn rất rất quan trọng, chị nhấn mạnh nhá, rất quan trọng, và rất có thể khi mà các bạn thi giữa học kỳ 1 thì đây sẽ là dạng văn được đưa vào trong đề thi. Thế nên là chúng mình sẽ cần phải lưu ý với buổi học ngày hôm nay ha. Bởi vì hôm nay chị sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách để chúng ta làm bài, những cái tips để giúp các bạn viết được cái bài này một cách nó ổn nhất và hay nhất. Khi mà chúng mình nhắc đến một tác phẩm truyện, chúng ta nhắc đến thể loại truyện, thì chúng ta sẽ nhớ đến truyện thì sẽ có rất nhiều những cái đặc trưng, đúng không? Và đặc trưng của truyện thì xuất hiện trên rất nhiều những cái phương diện khác nhau. Ví dụ như là về ngôi kể, điểm nhìn, lời của người kể chuyện, lời của nhân vật, rồi là đề tài, chủ đề, tình huống chuyện, ngôn ngữ, cốt truyện, thông điệp, cảm xúc của tác giả. Đấy, rất là nhiều những cái tiêu chí khác nhau trong cái thể loại chuyện. Khi mà chúng ta nhắc đến chuyện thì chúng ta có thể nhắc đến rất nhiều những cái tiêu chí như vậy. Tuy nhiên, với dạng bài viết này thì chúng ta chỉ cần làm rõ, tập trung vào hai cái yếu tố, hai cái phương diện thôi. Thứ nhất là chủ đề, thứ hai là nhân vật. Còn những cái yếu tố, những cái phương diện khác thì các bạn có thể viết vào trong cái bài văn của mình cũng được, hoặc là các bạn bỏ qua những cái phần khác cũng được. Tuy nhiên, phần mà các bạn không thể bỏ qua thì đấy chính là chủ đề và nhân vật. Các bạn nhé, hai cái yếu tố này các bạn cần phải làm rõ ở trong cái bài viết của mình. Và làm rõ như thế nào thì một chút nữa chị sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn làm. Đó. Bạn đã từng nhiều lần viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học, trong đó có tác phẩm truyện. Như chị nói, thì cái dạng bài văn này á, đây là một cái dạng bài văn nó không còn xa lạ đối với học sinh lớp 10 như chúng ta nữa. Bởi vì ngay từ cấp 2 thì các bạn đã học những cái tiết học viết, phân tích một tác phẩm văn học rồi. Và chắc chắn rằng là các bạn đã từng viết một cái bài văn phân tích về một tác phẩm truyện. Yêu cầu của những cái bài viết mà các bạn học ở trong khối lớp trước thì nó rất là đa dạng, có thể là phân tích về nhân vật, đánh giá về đề tài, chủ đề, đánh giá về ngôi kể, điểm nhìn, vân vân. Tuy nhiên, trong cái bài viết này thì nó lại cụ thể hóa vào chủ đề và nhân vật thôi. Bạn có thể trình bày nhận xét, đánh giá về giá trị của tác phẩm khi xem xét nó trong những tương quan khác nhau. Với bài học này thì các em sẽ tập trung tìm hiểu chủ đề của một tác phẩm truyện và mối quan hệ giữa chủ đề đó với các nhân vật được xây dựng ở trong tác phẩm. Chúng ta sẽ đến với phần yêu cầu. Yêu cầu đây là gì? Giới thiệu được những thông tin khái quát về tác giả và tác phẩm, nêu được nhận xét khái quát về giá trị của tác phẩm, nêu được nét riêng về chủ đề của tác phẩm, phân tích được mối quan hệ gắn kết giữa chủ đề và các nhân vật trong tác phẩm, chủ đề đã chi phối sự lựa chọn, miêu tả nhân vật như thế nào, nhân vật đã phát triển và khơi sâu chủ đề ra sao, đánh giá khái quát về thành công và hạn chế của tác phẩm nhìn từ mối quan hệ giữa chủ đề và nhân vật, phát biểu được tác động của chủ đề tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm đối với bản thân. Thì đấy sẽ là yêu cầu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu nhá. Mình sẽ tìm hiểu cái dạng bài viết này thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào đây. Hoạt động khởi động. Theo các bạn thì các bạn cần chuẩn bị những cái gì để có được một cái bài văn phân tích và cảm thụ tốt? Khi mà chúng ta nhắc đến cái dạng văn phân tích này thì thường nó sẽ là cái dạng thuộc về nghị luận văn học. Bởi vì nếu như mà đề bài ra vào nghị luận xã hội thì sẽ có một cái câu hỏi khác, cái từ khóa để hỏi nó khác cơ. Đấy là trình bày suy nghĩ của em về cái vấn đề A, về cái vấn đề B. Còn cái từ khóa phân tích thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái đề bài nghị luận văn học.
Đó. Vậy thì theo các bạn là chúng ta cần làm gì để có được một cái bài phân tích và cảm xúc tốt đây? Chúng mình sẽ cần phải làm gì nhỉ? Chúng ta cần phải làm gì để có được một cái bài viết phân tích và cảm thụ tốt cho các bạn? Theo chúng mình thì chúng ta cần làm gì đây? Để có thể viết được một cái bài phân tích và cảm thụ tốt ý, thì cái yếu tố rất quan trọng và có thể nói là đầu tiên, đó chính là các bạn cần phải đọc tác phẩm. Từ cái việc các bạn đọc tác phẩm thì các bạn mới hiểu được tác phẩm đấy nói về cái gì. Từ cái việc đọc sau đến hiểu thì các bạn mới có thể đến được cái bước phân tích. Trong các tiết học đọc, trong những cái buổi học đọc hiểu thuộc về mạch đọc hiểu thì chúng ta luôn luôn có một cái mục đấy là đọc hiểu văn bản, đúng không? Thì đầu tiên lúc nào cũng phải là đọc cái văn bản đó. Từ việc đọc thì các bạn phải hiểu hiểu nội dung nói đấy là gì, hiểu rằng tác giả muốn truyền tải cái nội dung gì đến người đọc như chúng ta, hiểu rằng là trong cái câu chuyện đấy kể về những ai và giữa họ, mối quan hệ giữa họ là gì, cái sự kiện, cái tình huống tiêu biểu nhất trong cái tác phẩm đấy là gì. Từ cái việc đọc sau đến hiểu thì chúng ta mới đi phân tích được tác phẩm. Đó. Cái bước số 2 để có thể làm được một cái bài viết tốt thì cái bước số 2 nó sẽ là phải là vận dụng năng lực ngôn ngữ. Cái năng lực ngôn ngữ này thì sẽ là năng lực ngôn ngữ của mỗi bạn. Có bạn thì có cách hành văn nó rất hay, rất là trôi chảy, nhưng cũng có bạn thì có nhiều điểm bị hạn chế. Nhưng dù là các bạn có viết hay hay là viết chưa được hay thì chúng ta cũng nên đến với bước số 3, đó là bước lập sàn ý và tìm ý. Các bạn viết hay nhưng không có sự liên kết thì cũng không bằng các bạn viết chưa hay nhưng lại có sự mạch lạc và có sự liên kết giữa các câu với nhau. Viết hay, viết rất là cảm xúc nhưng mà viết lại, tức là những cái luận điểm mà các em đưa ra nó lại bị lủng củng, nó lại lặp ý thì thành ra cái bài viết của các em thì rất là dở. Còn câu văn, cách diễn đạt của em thì ổn thì hay. Đấy, thì để làm được một cái bài viết hay thì cần rất là nhiều những cái yếu tố. Thứ nhất là năng lực ngôn ngữ. Cái cách hành văn của em nó phải mượt mà, phải trôi chảy, phải diễn cảm, phải diễn những cái câu cú, những cái ngữ pháp của câu nó phải chuẩn chỉnh, nó không sai ngữ pháp, không thiếu chủ ngữ, không thiếu vị ngữ. Ngoài ra thì những cái luận điểm đưa ra cần phải rõ ràng, cần phải mạch lạc, cái bố cục bài viết cần phải mạch lạc. Đó. Rồi thứ tư là có nhiều vốn từ. Chị chấm rất là nhiều bài và chị thấy rằng đấy là một cái lỗi mà khá là nhiều các bạn mắc phải. Đấy là lỗi lặp từ, tức là khi mà các bạn viết các bạn hay bị bí ý tưởng với cả bí từ ấy. Không biết là chúng ta trong lớp mình thì các em có gặp cái trường hợp này không? Ví dụ nhé, để miêu tả về một cái nhân vật nào đấy thì các bạn chỉ biết sử dụng một cái tính từ để miêu tả về nhân vật đấy thôi. Ví dụ như là các bạn nói rằng là nhân vật A là một người rất chăm chỉ và các bạn dường như là trong cả cái bài viết của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng từ chăm chỉ. Chỉ sử dụng duy nhất một cái từ, đấy là từ chăm chỉ. Trong khi đó thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều những cái từ đồng nghĩa khác nhau. Ví dụ như là cần cù, chịu khó, cần mẫn, chịu thương, chịu khó. Những cái từ ngữ mà nó đồng nghĩa với từ chăm chỉ ấy, đúng không? Thì trong một bài văn ấy thì chúng ta nên hạn chế cái lỗi đấy là lỗi lặp từ nhé. Các bạn nên sử dụng linh hoạt nhiều từ khác nhau nhưng nó lại có cái ý nghĩa giống nhau. Hoặc là khi mà các bạn viết về tác giả thì chúng ta cũng không nên đơn thuần chỉ sử dụng một từ đấy là tác giả. Các bạn có thể sử dụng là người viết, đúng không? Cha đẻ, rồi là nhà thơ, nhà văn để thay thế cho cái cụm từ tác giả. Tức là chúng ta nên sử dụng linh hoạt những cái từ ngữ khác nhau. Thì thông qua cái việc sử dụng linh hoạt những cái từ ngữ khác nhau đấy thì những người chấm bài chúng ta, ví dụ như thầy giáo, cô giáo thì sẽ thấy rằng cái khả năng ngôn ngữ của các bạn rất là ổn. Đó. Thứ năm nữa là không biết lan man, không biết dài dòng. Nhiều bạn thì hay nghĩ rằng là viết văn thì phải viết dài thì mới đạt được điểm cao. Cái này thì nó cũng có một cái phần nào ý đúng thôi. Viết dài chưa chắc đã viết đúng, đúng không? Nhưng nếu như mà viết ngắn thì có khả năng là sẽ sai. Thế nên là biện pháp của chúng ta thường là các bạn sẽ chọn là phải viết dài. Nhưng mà viết dài thì dễ lan man lắm. Nó không đúng trọng tâm. Viết đúng, viết hay,
thì tự nhiên là cái bài của chúng ta nó sẽ gây ấn tượng nhiều hơn với cái việc là các bạn cứ viết dài, viết lan man ra, xong cuối cùng là không chốt lại được cái ý gì. Đấy, thế cũng tránh một vài những cái lỗi này và cũng lưu ý những cái yếu tố để giúp cho cái bài phân tích của chúng ta nó được ổn hơn, nó được hay hơn nha. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đấy là hình thành kiến thức mới. Bước 1 đấy chính là đọc và phân tích bài viết tham khảo. Cái dạng văn phân tích đánh giá về một cái tác phẩm văn học nó không phải là một cái dạng văn mới. Tuy nhiên cái yêu cầu ở trong cái bài này thì lại là một yêu cầu nó khác so với những cái yêu cầu mà chúng ta đã từng gặp. Ví dụ như ngày xưa chúng mình học cái dạng văn này thì chỉ yêu cầu là phân tích một tác phẩm truyện, là chúng ta sẽ phân tích rất nhiều những cái yếu tố khác nhau trong tác phẩm truyện đấy, đúng không? Và tuy nhiên hôm nay thì trong cái chương trình lớp 10 thì chỉ yêu cầu mỗi là các em hãy phân tích và đánh giá về chủ đề cũng như là nhân vật ở trong tác phẩm truyện đấy thôi, và từ đó thì làm nổi bật cái mối quan hệ giữa chủ đề và nhân vật trong cái việc làm phát huy cái giá trị của tác phẩm đó. Thế thì chúng ta sẽ cùng với nhau đọc cái bài viết tham khảo để cách để xem được là cái cách triển khai của người viết như thế nào các bạn nhé. Và chú ý cho chị này, những cái ô trống ở bên tay phải ở đây thì chúng ta sẽ chú ý nha. Sau khi mà đọc xong thì chúng ta sẽ có cả 3 câu hỏi để các bạn trả lời nữa. Thế nên là các bạn cũng đọc kỹ nhá. Lại đọc chữ người từ tù của Nguyễn Tuân. Tác giả là Nguyễn Đăng Mạnh. Những nhà văn có phong cách đều tạo ra cho mình một thế giới nhân vật riêng. Thế giới nhân vật của Nguyễn Tuân nói chung gồm hai loại người đối lập với nhau. Loại người tài hoa nghệ sĩ, có nhân cách, có thiên lương, tự đặt mình lên trên. Hạng người thứ hai gồm những kẻ tiểu nhân, phàm tục, bằng thái độ ngạo đời, khinh bạc. Loại người thứ nhất, theo Nguyễn Tuân, thường là những linh hồn đẹp còn sót lại của một thời đã qua, nay chỉ còn vang bóng. Loại người ấy cố nhiên là hiếm hoi, còn kẻ tiểu nhân phàm tục thì đầy rẫy trong thiên hạ. Chữ người từ tù dựng lên một thế giới tăm tối, tù ngục, trong đó kẻ tiểu nhân, bọn độc ác, bất lương làm chủ. Trên cái tăm tối ấy, hiện lên ba đốm sáng lẻ loi cô đơn, Huấn Cao, người quản ngục và viên thơ Lại, những con người có tài và biết trọng tài, có nghĩa khí và biết trọng nghĩa khí. Họ tình cờ gặp nhau trong một tình thế oái âm. Từ chỗ ngờ vực nhau, đối địch nhau, dần dần đi đến hiểu nhau và trở thành tri kỷ. Ba đốm sáng cô đơn ấy cuối cùng tụ lại, tạo thành ngọn lửa nguồn ngột rực sáng giữa chốn ngục tù, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Cái đẹp, cái tài, sự trong sạch của tâm hồn đã tập hợp họ lại giữa cái nơi xưa nay chỉ có gian ác, thô bỉ và hôi hám. Ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi trên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Đấy là sự chiến thắng. Đấy là sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối. Của cái tài, cái đẹp đối với cái nhem nhuốc tục tằn, của thiên lương đối với độc ác. Lâu nay, nói về những nhân cách cao thượng, người ta thường nhấn mạnh đến tinh thần gang thép, đến cái vô úy, cái không biết sợ trước những lực lượng thù địch. Thiên hướng ấy thực ra cũng dễ hiểu đối với một dân tộc luôn luôn phải đương đầu với bọn xâm lược, với bạo lực hung hãn nhất. Nhân vật Huấn Cao, quản ngục và viên thơ Lại đều có cái vô úy ấy. Ở Huấn Cao, con người chọc trời quấy nước, đến chết chém ông còn chẳng sợ. Ta không cần nói cũng rõ, nhưng người quản ngục và viên thơ Lại cũng gan góc, ngang tàng lắm chứ. Đó là những con người dám thách thức vì những đòn trừng phạt ghê gớm có thể giáng xuống đầu nếu âm mưu của họ bí mật biệt đãi tên phiến loạn nguy hiểm bị cáo giác. Nhưng thử nghĩ mà xem, con người không biết sợ cái gì trên đời này cả, liệu có phải là con người không? Cái gì cũng vô ý, cũng tỏ thái độ sắt thép, nghĩa là không biết mềm lòng trước bất cứ một cái gì. Đấy là loài quỷ sứ chứ đâu phải là người. Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân dạy cho người ta hiểu rằng muốn nên người phải biết kính sợ ba điều này: cái tài, cái đẹp, cái thiên tính tốt đẹp của con người.
thiên lương. Vậy kẻ nào không biết sợ cái gì hết, đó là loài quỷ sứ. Loại người này thực ra rất hiếm hoi. Hay nói đúng hơn, không thể có được. Nhưng loại người sau đây thì chắc không ít, sợ rất nhiều thứ, nhất là quyền thế và đồng tiền. Nhưng đối với cái tài, cái đẹp, cái thiên lương thì không biết sợ. Thậm chí sẵn sàng lăng mạ, giày xéo. Đấy là hạng người hèn hạ nhất, thô bỉ nhất, đồ đạc nhất. Phân tích chữ người tử tù không những cần đề cao thái độ không biết sợ của huấn cao, người quản ngục và viên thơ lại, mà còn phải ca ngợi cái biết sợ của những nhân vật này nữa. Khi ông huấn còn coi viên quản ngục chỉ là viên quản ngục, ông đã có thái độ cố tình khinh bạc đến mức tàn nhẫn. Ngươi hỏi ta muốn gì, ta chỉ muốn có một điều là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây. Nhưng khi hiểu rằng quản ngục chỉ là cái áo khoác, đấy thực chất là một tấm lòng biết quý cái tài, cái đẹp, biết trọng cái tốt lành, trong sạch, thì ông Huấn đâu có cứng rắn, lạnh lùng nữa. Ta cảm cái tấm lòng biết nhỡn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu một người như thầy quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ. Còn viên quản ngục, cái cử chỉ đẹp nhất, cảm động nhất của nhân vật này lại chính là cái cử chỉ khúm núm trước người tử tù ở cái đêm huấn cao cho chữ trong nhà ngục. Sau khi cúi đầu nghe mấy lời khuyên răn của người tù, ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào. Kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Có những cái cúi đầu làm cho con người trở nên hèn hạ, có những cái vái lạy làm cho con người đê tiện, nhưng cũng có cái cúi đầu làm cho con người bỗng trở nên cao cả, lớn lao hơn, lẫm liệt hơn, sang trọng hơn. Đấy là cái cúi đầu trước cái tài, cái đẹp, cái thiên lương. Đó, đấy là nội dung của văn bản. Ba câu hỏi. Câu hỏi số 1. Chủ đề của chữ người tử tù đã được tác giả bài viết khái quát qua những câu nào? Câu số 2. Để tô đậm ý tưởng của bài viết, tác giả đã chọn cách dẫn dắt như thế nào? Câu số 3. Ý nghĩa của chủ đề và nhân vật được khẳng định như thế nào qua bài viết? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi trả lời ba câu hỏi này các bạn nhé. Với câu hỏi đầu tiên này. Chủ đề của chữ người tử tù thì được tác giả khái quát qua những cái câu nào? Thì đây chính là gợi ý của chị dành cho câu hỏi số 1 này. Chủ đề chính của chuyện thì chính là cái sự ca ngợi đối với ánh sáng, sự ca ngợi cái đẹp, ca ngợi thiên lương, đúng không? Đấy. Khi mà chúng ta biết cúi đầu trước cái đẹp, cái thiên lương thì đấy mới là những cái người đáng được tôn trọng. Thì chủ đề chính của chuyện sự chiến thắng của ánh sáng với bóng tối, của cái tài, cái đẹp đối với cái nhem nhuốc tục tằn, sự thiên lương đối với tội ác. Đấy chính là chủ đề của truyện chữ người tử tù của Nguyễn Tuân các bạn nhé. Đấy là nội dung câu hỏi số 1 này. Sang câu hỏi số 2 thì để tô đậm ý tưởng cho bài viết thì tác giả đã chọn cách dẫn dắt như thế nào? Chúng ta có thể quay lại mở bài. Mở bài ở đây, nhà văn có phong cách đều tạo ra cho mình một thế giới nhân vật riêng. Thế giới nhân vật của Nguyễn Tuân nói chung gồm hai loại người. Cái cách mở bài này đó chính là cách mở bài đi từ phong cách nghệ thuật của nhà văn. Mỗi tác giả thì sẽ có một cái phong cách nghệ thuật riêng, và phong cách nghệ thuật thì sẽ chi phối đến những đứa con, hay nói cách khác là những cái tác phẩm mà tác giả đấy viết ra. Phong cách nghệ thuật này thì rất là nhất quán và nó được hình thành trong cái con người nhà văn. Phong cách ấy là con người. Đấy. Phong cách nhà văn như thế nào thì tác giả sẽ có cái xu hướng viết ngợi ca những cái điều như thế. Đó, thế các bạn nhớ nhá, đi từ phong cách nghệ thuật của tác giả là một cái ý tưởng rất là hay, rất là độc đáo mà chúng ta có thể học tập. Và để có thể dẫn dắt từ cách đi từ phong cách nghệ thuật của nhà văn ý, thì đòi hỏi trước khi mà chúng ta viết phân tích một cái tác phẩm nào đấy, chúng ta nên đọc qua về cái phong cách nghệ thuật của tác giả đi.
Đó, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân ấy, thì Nguyễn Tuân tập trung khai thác vào những cái đẹp, cái tài của những con người bình dị trong cuộc sống. Với Nguyễn Tuân ấy, thì trong bất cứ ngành nghề nào, người ta cũng là nghệ sĩ. Nguyễn Tuân có thể tìm ra những cái đẹp, cái tài trong bất kỳ những cái ngành nghề, kể cả là nghề bình dị nhất nhé. Đó, thì đấy chính là phong cách nghệ thuật riêng, độc đáo của Nguyễn Tuân. Và mỗi nhà văn thì sẽ có một cái phong cách khác nhau, không ai giống ai cả. Và các bạn nên đọc thêm về phong cách nghệ thuật của tác giả. Trong sách giáo khoa lớp 12 chương trình mới thì cũng có đề cập đến phong cách nghệ thuật của nhà văn. Và để có thể nắm được những cái phong cách nghệ thuật này thì đòi hỏi là chúng ta phải có cái quá trình thì chúng ta tự học ở nhà, chúng ta tự tìm hiểu thôi. Các bạn có thể tìm hiểu trên mạng rất là nhiều những cái thông tin. Ví dụ như là các bạn muốn biết về phong cách của tác giả nào, các bạn chỉ cần gõ cái từ khóa là phong cách nghệ thuật của tác giả A, của tác giả B, ra rất nhiều thông tin cho chúng ta. Tuy nhiên, thông tin thì chúng ta nên chọn lọc và các bạn nên đọc từ khoảng 2 cho đến 3 trang và nên đọc những cái luận văn thì nó sẽ đưa ra những cái thông tin nó chính xác hơn. Đó, chúng ta nhớ nhá, đấy là phong cách nghệ thuật. Đây là cái ý tưởng để giúp chúng mình có thể dẫn dắt vào cái bài viết của chúng ta. Rồi, ý nghĩa, chủ đề và nhân vật được thể hiện như thế nào qua văn bản? Thì cái chủ đề của cái văn bản này đó là gợi ca cái đẹp, cái tài, cái thiên lương, đúng không? Và nhân vật được viết, nhân vật được nhắc đến, được phân tích, được đưa vào phân tích ở trong văn bản chữ người từ từ Nguyễn Tân, đó chính là Quấn Cao, Viên Quản Ngục và Viên Quan Lạc. Đó, và ở đây thì ý nghĩa của chủ đề và nhân vật được thể hiện là muốn nên người thì phải biết sợ ba điều này. Thứ nhất là cái tài, thứ hai là cái đẹp và thứ ba là cái thiên lương của con người. Ba câu hỏi rất dễ để trả lời thôi, không có gì khó khăn cả, đúng không? Bây giờ thì mình chuyển sang phần thứ hai luôn, đó chính là phần thực hành viết. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái bước 1, lập sàn ý và tìm ý. Đó, bước cái số 1, cái mục A ở đây là hoàn thành phiếu tìm ý. Và đối với kiểu bài này thì chúng ta chỉ cần đặt ra ba câu hỏi thôi các bạn ạ. Câu hỏi đầu tiên là chủ đề của truyện là gì, chủ đề có đặc điểm nào không? Câu hỏi này sẽ xoay quanh cái phương diện về chủ đề. Số 2 là chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật. Các nhân vật trong truyện có đặc điểm gì nổi bật? Ngoại hình, lời nói, hành động, nội tâm của nhân vật có hướng tới việc thể hiện chủ đề như thế nào? Thứ ba là mối quan hệ giữa chủ đề và nhân vật. Nhìn từ chủ đề của và nhân vật thì tác phẩm có gì đặc sắc? Nếu như mà chúng ta theo dõi trong sách giáo khoa thì những cái câu hỏi này đã có gợi ý ở trong sách giáo khoa rồi. Ví dụ như là cái mục đầu tiên là các bạn tìm hiểu về chủ đề nhé. Thì bài viết cần khái quát được chủ đề của truyện, có thể nêu chủ đề trước hoặc sau khi phân tích nhân vật. À, tức là ở đây các bạn có thể nêu chủ đề ngay khi xong mở bài. Các bạn mở bài xong thì các bạn đến với phần tân bài đúng không? Thế thì chúng ta có thể phân tích cái luận điểm về chủ đề ngay lập tức ngay sau phần mở bài, hoặc là chúng ta phân tích về chủ đề sau. Đó, thế cái này có thể để trước hoặc sau thì tùy cái ý tưởng của chúng ta nhé. Có thể nêu chủ đề trước hoặc sau khi phân tích nhân vật. Ví dụ như là ở bài viết tham khảo thì sau khi giới thiệu chung về các nhân vật thì người viết đã khái quát về chủ đề chữ người tù tù chính là sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái đẹp, cái tài đối với cái nhem nhuốc tục tằn, của thiên lương đối với độc ác. Thì qua chủ đề, bài viết đã cho thấy Nguyễn Tuân biểu dương sức mạnh của cái đẹp, cái tài, những con người đầy khí phách và thiên lương. Thì đấy, đấy, ví dụ như bài viết mẫu thì là nêu chủ đề trước. Cái phương diện số 2 là tìm hiểu về nhân vật. Thì bài viết sẽ cần tập trung phân tích nét độc đáo các nhân vật trong truyện cũng như là mối quan hệ giữa các nhân vật, qua đó làm nổi bật chủ đề. Ví dụ ở bài viết tham khảo có thể nêu một ý, uy lực của cái đẹp, cái tài hiện rõ qua thái độ vô ý, tức là thái độ không biết sợ của những người gan góc cứng cỏi. Ý này thì được làm sáng tỏ qua việc phân tích cái không biết sợ của nhân vật Quấn Cao hay là Quản Ngục và Viên Thơ Lại. Đấy chính là cái phương diện nhân vật.
Thứ ba là nhìn từ chủ đề và nhân vật thì tác phẩm có gì đặc sắc. Thì bài viết sẽ cần phải tập trung phân tích những cái nét đặc sắc của chủ đề, cách thể hiện chủ đề, quan các nhân vật. Vì những điều này thì sẽ tạo nên giá trị của truyện. Chẳng hạn bài viết tham khảo đã nêu một ý có tính chất phát hiện, phân tích chữ người tử tù. Không những cần đề cao thái độ không biết sợ của quần cao, người quản ngục và viên thơ lại, mà còn phải ca ngợi cái không biết sợ của những nhân vật này nữa. Và để làm rõ ý này thì bài viết đã phân tích thái độ nể trọng của quần cao trước thiên lương của quản ngục, đặc biệt là chi tiết quản cảm động vái người tử tù một vái để nhận lời khuyên. Đó, thì đấy chính là cái phần tìm ý nhá. Cái phần tìm ý thì các bạn có thể ghi ra những cái ý tưởng để chúng ta triển khai. Đây sẽ là những cái ý, đây sẽ là những cái luận điểm bắt buộc luôn. Bắt buộc luận điểm về chủ đề, luận điểm về nhân vật, cũng như là mối quan hệ giữa chủ đề và nhân vật trong việc làm sáng tỏ giá trị của tác phẩm. Đó. Tiếp theo là lập dàn ý. Lập dàn ý thì cái phần này các bạn sẽ bám sát vào dàn ý trong sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng ta. Mở bài và kết bài cũng không có gì thay đổi cả. Mở bài thì yêu cầu là dù cho là các bạn có dẫn mở bài theo cái ý tưởng là viết từ phong cách sáng tác của tác giả, thì cái yêu cầu của mở bài đó là các bạn phải viết được tên truyện, các bạn phải nêu được tên truyện, nêu được tên tác giả và giới thiệu cái vấn đề nó cần bàn luận ở đây. Vấn đề cần bàn luận ở đây đó chính là chủ đề và nhân vật, đúng không? Thì các bạn cần phải nêu được những cái yếu tố đấy trong mở bài. Các bạn mở bài bằng cách trực tiếp, các bạn mở bài bằng cách gián tiếp, mở bài nào thì cũng cần phải nêu được tên truyện, tên tác giả và giới thiệu cái vấn đề. Tiếp theo là thân bài. Cái ý này thì phần thân bài các bạn có thể chia thành hai ý chính, hai luận điểm chính trong phần thân bài. Luận điểm đầu tiên là các bạn phân tích về chủ đề. Luận điểm số 2 là các bạn phân tích về nhân vật. Và mỗi ý thì chúng ta nên triển khai thành những cái đoạn văn khác nhau. Tuy nhiên giữa các đoạn văn này thì chúng ta nên có cái câu chuyển đoạn để cho nó logic, nó có sự liên kết với nhau hơn. Phần kết bài thì các bạn sẽ khẳng định lại giá trị của tác phẩm. Đó là lập dàn ý. Đó, các bạn nhé. Tuy nhiên, có một cái lưu ý mà chúng ta cũng cần phải đề cập tới đây ấy, là việc khái quát về chủ đề và nhân vật có thể thay đổi trật tự. Tuy nhiên thì cần phải đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý trong việc lập luận và bố cục của bài viết. Tức là sao? Tức là ví dụ như trong phần thân bài, các bạn có ý tưởng là các bạn sẽ phân tích cái luận điểm về chủ đề trước. Sau đó là các bạn sẽ phân tích luận điểm về nhân vật sau. Được, chấp nhận nhá. Nhưng cũng sẽ có cách thứ hai, đó là sẽ có những bạn muốn phân tích luận điểm về nhân vật trước. Sau đó các bạn mới đến luận điểm phân tích về chủ đề. Thì các bạn lựa chọn như thế nào cũng được. Miễn sao là giữa những cái đoạn văn đó các bạn sẽ có những cái câu chuyện để nó tạo sự liên kết cho cái bài viết của mình nhé. Các bạn phân tích chủ đề trước, phân tích nhân vật sau, hoặc là phân tích nhân vật trước, phân tích chủ đề sau đều được. Đó, lập dàn ý này.